Hello em, xin chào tất cả anh chị em nhá. Ngay ngã tư Đổ Bá với là Châu Thị Vĩnh Tế này anh chị em này. Em đang có một căn nhà mặt tiền đường 5m5 và lê 3m anh chị em nhá. Cách biển Mỹ Khê chỉ tầm đâu đó là khoảng 350m thôi ạ. Và cách khu phố An Thường của mình nhá, tầm khoảng là 100m thôi anh chị em nhá. Nhà của mình là mặt tiền ạ, đường 5m5 ạ. Hiện tại bây giờ là nhà của mình có kết cấu là 3 tầng anh chị em nhá. Và là nó có 4 phòng ngủ và 3 WC ạ. Có thể ở và kinh doanh rất là tốt luôn anh chị em nhá. Đây tài chính chủ gửi cho em là 7.x tỷ thôi. Anh chị em nào mà có tài chính tầm khoảng là 1.700 tỷ á, mà muốn mua khu vực An Thường này anh chị em nhá, trên đường An Thường luôn ạ. Đây gần với Đổ Bá và là Châu Thị Vĩnh Tế này á, ở gần biển với là phố An Thường á, muốn mua khu vực này và tầm tài chính đó thì cứ alo trực tiếp về em để em tư vấn nhá. Đặc biệt trong cái khu vực này á, những cái phân khúc nhà như thế này á, ở khu phố An Thường này thì rất là hiếm luôn anh chị em ạ. Cho nên anh chị em nào muốn mua vị trí này á và phù hợp với tài chính của mình á, thì cứ alo trực tiếp với em nhá. Em có hai căn ở khu vực này để qua lại á, thì trong khu vực này chỉ có hai căn này là tầm tài chính là 6.5 tỷ cho đến 7.5 tỷ là ngon thôi. Thì anh chị em cứ alo trực tiếp với em và đi xem nhà về em để em tư vấn nhá. Tại vì trong khu vực này thì em chuyên trong này cho nên em định giá rất là tốt ạ. À, những căn nhà nào đã bán bao nhiêu tiền và là phân khúc như thế nào á, thì em so sánh và dùng định giá bên chỗ ngân hàng á, để em hỗ trợ anh chị em nhá. Anh chị em cứ alo trực tiếp với em để em tư vấn ạ. Em cảm ơn và xin chào ạ.